Kênh Nông nghiệp Mekong xin kính chào tất cả các quý bà con nông dân, chào tất cả các quý bạn đang theo dõi kênh của chúng tôi. Kính thưa tất cả các bà con nông dân và thưa tất cả các bạn, ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp tục thực hiện cái video để nói về hệ thống tưới chúng tôi lắp đặt cho tại tỉnh Đồng Tháp của huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp ha. Và cái vườn này ở đây thì bà con có thể quan sát thấy rõ cái khu vườn, chỗ mà chúng ta mới vừa lên vườn trong trong cả một cái diện tích lúa rộng lớn như thế này ở đây. Thì cái khu vườn ở đây đã đang lên trồng sầu riêng kết hợp với lại cái vườn da xanh, thưa bà con. Mới vừa lên và cũng vừa lắp đặt hệ thống tưới của chúng tôi vừa xong tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Với tổng cái diện tích như bà con đang thấy ha, cái khu này thì chỉ còn lắp chút xíu, tôi sẽ lại vừa giữa vườn để tôi quay thử cho bà con mình cùng nhau xem. Với chúng tôi thì diện tích ở đây nó tầm gần 3 hecta và số lượng cây ở trên đây nó khoảng hơn 1.000 cây. Và hiện tại chúng tôi đang sử dụng ở đây cho cái hệ thống tưới này là cái bét chống côn trùng và không có tích hợp luôn nha bà con nha. Rồi sau đây mời bà con mình cùng nhau đến giữa vườn chúng ta cùng nhau tiện theo dõi. Ông đã lắp đặt với cái bếp tưới chống côn trùng không có tích hợp bộ áp. Đây. Nhìn chung đối với cái giải pháp mà anh Long đang lựa chọn chủ yếu sử dụng bếp chống côn trùng là để nhằm mang đến cái hiệu quả kinh tế thôi, bởi vì cái giá của cái bếp chống côn trùng nó rất là thấp. Tuy nhiên thì cái hiệu quả tưới nó cũng rất là tốt, lưu lượng của bếp chống côn trùng nó cũng tương đối là cao nếu như bà con không có sử dụng tích hợp áp. Và cái số lượng tưới một lần nếu như bà con sử dụng bếp chống côn trùng như thế này của chúng ta thì nó nhận được rất nhiều, vẫn đảm bảo được cái lượng nước tưới cho cái nhu cầu của nước của cây. Và sau đây chúng tôi xin mời quý bà con mình cùng nhau đến cái trại của anh Long ha, rồi chúng ta cùng nhau đi tham quan ở một cái khu vườn này một vài cái clip thôi, rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu cho hoạt động cái máy bơm để tưới thử cho tất cả quý bà con mình cùng xem. Đây là bếp chống côn trùng sử dụng cho sầu riêng đây. Đây là trại của anh Long, mời bà con mình cùng nhau đi ha. Khu cần tưới anh Long cũng mới vừa tưới lúc sáng nay. Đường kính của bán chốc côn trùng này thì nó tầm khoảng gần 3 mét. Ở trên đó là cái bờ bao. Nếu như mà giai đoạn nhỏ chúng ta sử dụng bán chốc côn trùng này cũng khá là hợp lý, bởi vì nó sẽ giảm cái chi phí nhiều đi đáng kể. Bé này chỉ có vài ngàn một bé thôi. Thưa các bạn, ở phía dưới đây thì là cái phía dưới ở khu đất sử dụng cái hệ thống tưới của chúng tôi đang lắp đặt ha. Ở đó là cái chú mà áo xanh đang đi, các bạn cùng xem. Đó chính là chú Long ở tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, xã Tân Quế. Còn ở phía bên đây là cái khu ở phía trên vườn của chúng ta vẫn sử dụng cái diện tích này mà để trồng cây luôn, cũng là sầu riêng và bưởi da xanh có kết hợp trồng xen với nhau. Thì sau đây chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện cái việc quay tưới để cho tất cả các quý vị và các bạn cùng nhau theo dõi và tham khảo cái hệ thống tưới của chúng tôi lắp đặt tại vườn này, sử dụng tưới cho cây sầu riêng và cây bưởi da xanh trồng kết hợp.
Ở đây thì chủ vườn chúng ta thì chỉ sử dụng đối với cái cây sầu riêng là mới dùng cái bét, mới dùng cái cây cắm thôi. Còn đối với cái bưởi da xanh á, thì không có sử dụng cây cắm. Như các bạn đang thấy ha, cái bưởi da xanh đằng kia đây, thì không có dùng cây cắm. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa, đối với cái việc sử dụng giải pháp bét tưới chống côn trùng cho cái giai đoạn đầu á, thì ngoài cái việc mà bà con tiết kiệm được cái chi phí đầu tư ngay từ lúc đầu, thì cái việc thứ hai nữa là bét chống côn trùng á, thì cái bán kính của nó tưới không có lớn, thưa bà con, tầm khoảng 1,5 m thôi. Nên vì thế cái việc mà bà con sử dụng cho cả đến giai đoạn khoảng 2 đến 3 năm đầu đối với cây trồng vẫn đạt được cái hiệu quả cao. Và chúng ta muốn tưới tại gốc thì chúng ta cứ cắm ngay như cái cây sầu riêng này đây, thì vẫn mang đến được cái hiệu quả tốt nhất. Hoặc không thì bà con có thể quay ngược cái bét xuống để cắm, để cái lượng nước nó tưới tập trung ngay tại gốc sầu riêng, và chúng ta có kết hợp chấm phân thì hiệu quả nó là tốt nhất. Bởi vì cây sầu riêng trong cái giai đoạn này, hoặc là cây trồng nói chung mới vô trồng, thì cái rễ của nó sẽ không có lớn, nên cái diện tích tưới của chúng ta cũng không cần nhiều. Nếu bà con có tưới nguyên cả cho cả cái bầu như thế này đây, thì chủ yếu chúng ta để tưới để rửa phèn, hoặc là để bà con gãy vôi xong rồi còn tưới lên để chúng ta hạ cái phèn của đất thì vẫn tốt. Sau đây chúng tôi sẽ bắt đầu cái bét tưới để tưới thử cho quý bà con mình cùng nhau xem ha. Nguyên khu vườn này đây thì chiều dài của nó tầm hơn 300 m, thì ở đây là như là cái bét gần cuối nguồn rồi. Mà thật sự bét gần cuối nguồn là bét nằm ở phía trên đây, thưa không, là phía ở trên đây. Tuy nhiên này tôi quay ở đây để cho bà con thấy được là nó vẫn chạy tốt được bình thường ha. Đối với cái bét cuối nguồn và lượng nước ra rất mạnh, rất mạnh. Rồi bắt đầu chúng tôi sẽ khởi động cái bơm để cho quý bà con mình cùng nhau xem, và cái bét nó sẽ tưới ngay lúc này. Bé bắt đầu chuẩn bị ra đây. Trong côn trùng không tích hợp quá. Như bà con đang thấy ha, bé đang tưới. Cái này mới vừa khởi động lên thôi nên lực tưới của nó chưa có mạnh, nên cái bé cứ tưới chúng ta nó vẫn chưa có ra được cái lượng nước tối đa nó. Do bé không có bù áp nên như vậy. Bà con mình đợi tầm khoảng 10 giây, 20 giây nữa thôi ha. Đối với cái bét chống côn trùng này thì cái nước nó ra rất là mịn, thưa bà con. Lượng nước ra như là hạt mưa rào vậy. Bây giờ bắt đầu là được tưới mạnh rồi đó. Bà con nghe xè xè của bét nha. Chút xíu mình hướng trên kia cho bà con mình cùng xem thử. Đây, nhìn cái bét chống côn trùng này đây, thì lực tưới của nước ra nó sẽ, nếu như mà lực tưới nước mạnh thì lúc đó bà con thì cái bét của chúng ta, cái bán kính nó tầm ra được khoảng hơn 2 m, thưa bà con. Ví dụ như từ cái bét này ra đây tới lượng cứ tới cái chân tôi đây nè, như bà con có thấy nước nè, là nước nó đang nhỉu xuống nè, đến đây chút xíu nó sẽ ướt chỗ này, thì tôi sẽ quay lại cho bà con mình xem ha. Nước từ từ đang ướt đây. Thì từ vị trí này đến vị trí chân bét được tưới mạnh đến cái bét này đây thì nó tầm khoảng 2,2 m. Đối với bét chống côn trùng không bù áp, nếu bà con cắm vị trí bét nó cao hơn chút xíu thì cái bán kính tưới của nó càng gai rộng, và cái hạt mưa của nó là chủ yếu giống như là hạt mưa rào thôi. Vì thế nên đối với cái bét chống côn trùng của chúng ta sử dụng cho giai đoạn cây con vẫn mang lại cái hiệu quả rất là cao về cái bán kính tưới, và cũng như là về cái lượng nước cung cấp cho cây trồng. Và bét chống côn trùng này thì cái lượng nước trung bình nó dao động từ khoảng 40 đến 50 lít nước cho 1 tiếng đồng hồ. Quay cận cái bét chống côn trùng cho bà con mình xem. Do có gió nè, nên nó bị lực cản của nó gió, do hạt phun sương của nó, hột phun mưa của nó nhỏ nên nó cũng hơi bị tạt. Đây bà con thấy rõ ràng cái bộ sầu riêng của chúng ta nè, ướt tốt hết nha. Còn bên này là do gió tạt qua một phần. Đối với những đất như thế này thì chúng ta sẽ rất là dễ xem cái nước nó ướt có đều hay không từ cái vị trí chân bét.
đến vị trí bên ngoài là tối đa cái đường kính bán kính của cái bét tưới nhận được tưới được tối ưu hết tất cả các diện tích. Còn ở phía trên đây là cái bét chống côn trùng trên đây, bà con xem. Thấy rất là rõ ha, lượng nước tưới rất là đều. Chi phí lắp đặt cho việc cả cái vườn này bà con 3 hectare thì nó tầm khoảng gần hơn 70 triệu một chút, hơn 70 triệu một chút, hình như là 80 mấy triệu á. Để một lát nữa chúng tôi hỏi lại chủ vườn. Ở đây là chú Long, thì cũng là một đơn vị kinh doanh về mảng vật tư nông nghiệp tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Bà con nào mà lên vườn ở đây mà nếu như mà có nhu cầu sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật á, hoặc là cần tư vấn về thuốc bảo vệ thực vật cũng như là hệ thống tưới, bà con có thể liên hệ trực tiếp với lại chỗ chú Long ở đây. Bởi vì hiện tại bây giờ chú cũng đang chuyển sang bán cho lúa, giờ đang chuyển sang bán cho cây ăn trái. Cũng là một cái đơn vị bán hàng ở cái khu vực này rất là uy tín và được bà con nông dân ở đây rất là tín nhiệm. Thì bà con nào có nhu cầu mà sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng như là phân bón cho cây ăn trái thì bà con có thể liên hệ trực tiếp với lại chú Long tại xã Tân Quế, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, để chú có thể cung cấp cái lượng phân theo phân bón và thuốc bảo vệ thực vật theo nhu cầu của bà con. Còn đây là bếp tưới sử dụng cho cái bưởi da xanh đây nè. Do chú không có sử dụng cái cấm nên cấm bằng cái cây tự chế ở nhà thôi. Cái này bên đơn vị chúng tôi cũng không cần nhất thiết bà con phải sử dụng tất cả những cái vật tư mà của đơn vị chúng tôi cung cấp. Nếu như bà con có những cái loại nào mà bà con thấy tiện dụng và giảm cái chi phí thì bà con cứ sử dụng cái loại vật tư của mình ở nhà đang có là được rồi. Bét chống côn trùng không bùa áp sử dụng cho bưởi da xanh kết hợp trồng xen với sầu riêng tại huyện Thanh Bình, tỉnh. Đây, tưới vào buổi trưa, giờ này nó khoảng 1 giờ trưa hả bà con. Gió rất là mạnh, nước tưới từ trong chân bét ra tới vị trí cái bầu, sử dụng bét chống côn trùng. Bà con có thể tham khảo giá tại trang web mekongmari.com và bếp tưới chống côn trùng không có tích hợp bùa áp. Giá bếp hiện tại đây là vài nghìn thôi. Chi tiết thì bà con có thể lên trực tiếp để chúng ta theo dõi. Đây. Cái này bà con thấy là dây ống đã chôn hết rồi đây. Bây giờ chỉ còn cái dây nhỏ, thì chúng tôi sẽ chôn trong khoảng thời gian sắp tới. Đối với cái hệ thống của chúng tôi sử dụng, bà con có rất là nhiều bà con điện về hỏi đây là ống sạc và không chung ống đường. Bây giờ từ cái video này bà con sẽ thấy là cái tưới của chúng ta và cái dây tưới của chúng ta chất lượng dây này rất là tốt, bà con nếu như bà con chung ống thời gian sử dụng được chừng 10 năm. Bơm nổ đi lại cho bà con xem nha. Đó là chú Phước, chú Thành Long á. Buổi sáng quay ba đẹp hả? Bây giờ buổi trưa rồi. Dạ, trưa nó hơi cá đó. Sáng một cái còn thấy thâu. Chạy một lần cho cái máy bơm này cho sử dụng cho 1.200 bét. Và cái áp suất đường ống hiện tại bây giờ nè, bà con có thể tham khảo ha. Và quý bạn có thể tham khảo. Nó gần 1 kg thôi. Cái máy dầu này thì chạy 3.5 ga. Chung nó dầu thì tôi cũng không rành mấy. Đây là cái bồn chăm phân, thưa bà con, đây là cái bồn chăm phân pha dinh dưỡng, pha thuốc thùng vào trong đây. Anh, máy này là máy đê máy D8 hả? Cục bơm đầu rút vô, cục bơm là rút vô đầu máy ta, bình 90 chăm phân lần nào chưa? Cho quay cái clip đấy nha, quay thấy mặt anh ơi, em giới thiệu cửa hàng mình thấy được nghe. Tổng ơi,
đây mà bà con mình cùng nhau tham quan nha. Ở đây anh Long cũng nói là đã chăm phân được vài lần rồi, tưới hết tất cả diện tích cần tưới. Và ở đây là tầm gần 3 hecta. Dây ống bên kia thì chưa chôn nên nó còn hơi ở trên mặt đất, còn bên đây đã chôn hết rồi. Đây là anh Long. Đây là bà con có thể thấy rõ là cái bán kính tưới của nó này gần 3 mét. Đường kính tưới gần 3 mét. Đối với cái bé đang cắm tại vị trí cái cây bưởi đó. Tưới đều từ trong ra ngoài, chế bé chấm côn trùng. Tưới đều từ trong ra ngoài, không có chỗ nào ít nước và không có chỗ nào nhiều nước. Thường có bà con sử dụng những lò bé, mà trên thị trường sẽ có cái gặp tình trạng là ngay vị trí chân bé thường lượng nước ra nó không có hoặc là rất là ít. Nhưng mà ở tại đây thì bà con thấy rõ ràng là nước nó ra đều từ trong ra ngoài. Và hệ thống này chúng ta vẫn có thật chăm phân. Đây là cái bưởi đang ra được rất là tốt. Chăm phân được mấy lần rồi anh Long? Chăm phân được mấy lần rồi? Hôm bữa tổng vật tư hết chỗ bên đơn vị mình tính cộng với là cái ống PVC là bao nhiêu vậy anh? Cái tiền đó hả? Dạ. Bên đây hả? Mình 5 mấy hả? 50 mấy? Mấy đây chạy ra 70. 70 hả? Sau này đổi bét. Bây giờ mình còn nhỏ mình sử dụng bét chống côn trùng, hoặc là có thể để sử dụng bét này luôn, sau này mình lắp đặt bổ sung thêm một bét thôi. Có thể đổi sang cái loại bét có lưu lượng nước lớn hơn và bán kính tưới lớn hơn nếu như có nhu cầu. Thôi bà con ha, đến đây video chúng tôi xin được kết thúc. Phan anh cho hỏi đây là ấp này ấp gì anh? Ấp 10. Ấp Phượng hả? Ở đây là anh Long nha bà con. Bà con nào mà ở tại huyện Thanh Bình hoặc là ở tại xã Tân Quế nào có lên cây ăn trái, đến nhớ đến cửa hàng vật tư nông nghiệp Phước Long ủng hộ ha. Anh đang bắt đầu chuyển sang bán cho cây ăn trái của mình rồi, và cũng có rất là nhiều nhân viên tư vấn của các công ty bên cây ăn trái xuống tư vấn cho quý bà con mình. Mọi nhu cầu bà con có thể đến vườn hoặc là đến tại cửa hàng của anh Phước Long để mà có thêm thông tin. Anh đang trồng cái vườn này cũng giống như là trồng demo cho bà con thấy luôn. Khu này lên cây ăn trái rất là nhiều. Trước nay thì chủ yếu là trồng lúa thôi, bây giờ bà con ở đây lên cây ăn trái nhiều lắm. Rồi, xin cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Một lần nữa xin trân trọng kính chào và hẹn gặp trong những video lần sau. Nhớ đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi những cái video mới nhất về hệ thống tưới và những cái thông tin về nông nghiệp nha bà con nhé. Xin cảm ơn toàn thể quý bà con. Trân trọng kính chào. I'm not sure if I'm going to be able to do that.